Dạ, em cũng mới tới à chị. Giấy chứng minh nhân dân của chị nè. Em về làm hợp đồng, mai chị ghé qua công ty em chị ký. Chị có việc chị đi trước nha. Dạ. Em gái, anh có thể ngồi đây được không? Ơ, cái anh này công viên rộng thênh thang, thiếu gì ghê đó. Sao anh không ngồi, lại ngồi gần kế bên người ta làm chi vậy? Anh có biết á, dịch bệnh phải cách xa 2 mét không? Anh biết, nhưng mà em yên tâm, anh đã chích 3 mũi rồi. 3 mũi thì 3 mũi chứ. Con gái nhà ai mà sao xinh quá, đã có gia đình hay còn độc thân. Cho anh xích xích lại gần, làm quen em nhé bé à bé ơi. Anh biết người ta gần 30 tuổi, đã có gia đình được 4 đứa con. Anh còn muốn xích lại gần, làm quen em nữa hay là anh tránh xa? Em gạt người ta cũng vừa vừa thôi chứ. Cái mặt non chiều mà nói 30, nhìn em cỡ đôi 9 đôi 10, chồng chừng chưa có làm gì tới con. Mặt thì còn non nhưng tuổi thì đã lớn, không tin anh nhìn giấy tờ em đi. Kim Chi sinh năm 92 à, ủa sao hình không giống ở ngoài vậy ta? Ngày xưa khi mà chưa thẩm mỹ, cắt mắt gọt cằm nâng mũi với bờm môi, cho nên thấy khác gì mà anh nhìn cho kỹ em mà chứ ai. Ủa, cho anh hỏi, em thẩm mỹ ở đâu mà sao nhìn không biết vậy? Em là bên Hàn Quốc á. Anh cũng bên Hàn Quốc mới về nè. Chỗ đó chỗ nào? Tên gì? Có thể anh biết á. Tiếng Hàn không à, em đâu có nhớ. Thôi anh tránh ra đi, chồng em sắp tới rồi đó. Nữa, gạt anh nữa. Anh biết người ta gần 30 tuổi, đã có gia đình được 4 đứa con. Anh còn muốn xích lại gần, làm quen em nữa hay là anh tránh xa? Em gạt người ta cũng vừa vừa thôi chứ. Cái mặt non chèo mà nói 30, nhìn em cỡ đôi 9 đôi 10, chồng chừng chưa có làm gì tới con. Mặt thì còn non nhưng tuổi thì đã lớn, không tin anh nhìn giấy tờ em đi. Kim Chi sinh năm 92 à, ủa sao hình không giống ở ngoài vậy ta? Em đó ngày xưa khi mà chưa thẩm mỹ, cắt mắt gọt cằm nâng mũi với bờm môi, cho nên thấy khác gì mà anh nhìn cho kỹ em mà chứ ai? Cho nên thấy khác gì mà anh nhìn cho kỹ em mà chứ ai? Ủa anh Vũ, anh đi tập thể dục hả? Ê Hân, mày chờ tao có lâu không? Cả tiếng đồng hồ rồi đó. Sợ. Ủa, nói vậy. Đây là Hân, bạn học của em. Anh thấy có được không? Em làm mai cho. À, nói vậy nãy giờ em gạt anh. Em gạt người ta cũng vừa vừa thôi chứ. Cái mặt non chèo mà nói 30, nhìn em cỡ đôi 9 đôi 10, chồng chừng chưa có làm gì tới.